duy nhất mình biết là anh có rất nhiều kỷ niệm với tất cả mọi người. Mà hình như cái kỷ niệm mà để mọi người nhớ tới anh nhất á là anh hay bị troll á, anh hay bị chọc ghẹo nè, anh hay bị chặt chém nè. Mà bạn bè từ lớn đến nhỏ rồi mấy đứa em nói chung là hay chọc anh. Nhưng mà tại vì sao mà anh Tài là người hay bị chọc là tại vì nè, anh Tài anh cười hề hề, anh dễ thương lắm, anh không giận hờn ai. Anh chọc anh cái anh cười hề hề thôi, nhưng chọc là phải trong cái sự giỡn chơi với nhau. Trong cái giỡn đó phải có sự tôn trọng, phải có trên dưới đàng hoàng, chứ không phải là anh Tài anh dễ dãi đến độ mà ai muốn nói gì anh cũng được, không phải đâu. Tại vì anh thấy là tất cả những người giỡn ảnh cho anh đều là những đứa thương ảnh. Và anh biết là em út quý ảnh, thương ảnh nên chọc ảnh. Cho nên là anh cười hề thôi. Chứ nếu mà xúc phạm ảnh hay là có vẻ như là coi thường ảnh thì anh sẽ sửa lưng ngay, anh sẽ ấy ngay. Nhưng mà tự nhiên cái là sáng giờ thì mình làm thì cũng vui, mình làm được cái việc mình cảm thấy có ý nghĩa thì mình cũng vui. Mà tự nhiên con bạn nhắc lại chia tay thì hơi bị chạnh lòng. Nói chung là thất ai tại vì anh Tài ra đi một cách rất là đột ngột, anh rất khỏe và nó không có bệnh hoạn gì hết á. Ví dụ như mình biết cái nhân vật đó người ta bệnh kéo dài mấy tháng hoặc một năm gì đó người ta ra đi thì có thể mình cũng buồn, nhưng mà mình sẽ suy nghĩ là đó là sự giải thoát. Còn anh Tài thì đột ngột cái anh ra đi, anh đã làm cho toàn bộ tất cả mọi người, ngay cả khán giả luôn bất ngờ. Và chi tiết anh nghe rất là mãnh liệt. Và trong đó thì thật sự qua cái ngày hôm nay nói chuyện với một bạn thì là mình cũng gửi lời cảm ơn hai cái nhân vật đã lo cho tôi cái ngày cuối cùng để anh Tài hạnh phúc trở về với là vợ anh mình nữa. Đó là em quay lại. Quay rất nhiều cái chuyện và làm việc rất nhiều lần rồi. Anh chị ta là một nghệ sĩ thì thực tình là anh em nào nghệ sĩ nào cũng vậy đều quý mến anh. Bởi vì sao? Vì anh chị Tài luôn luôn là một người nghệ sĩ không bao giờ ganh đua và luôn giúp đỡ đàn em. Và mạng miếng cũng vậy. Nếu mà quý vị và các bạn để ý trong những cái kịch bản, anh chị Tài luôn luôn là người nhường và luôn luôn là người chuyền bóng và truyền bóng cho các nghệ sĩ trẻ họ sút và tạo tiếng cười. Thì cho nên khi mà anh chị Tài mất thì tất cả các anh em nghệ sĩ Tài chứng thực trên thì họ yêu mến và coi anh chị Tài như một người anh, người thân gia đình. Thật tình mà nói là khi anh nằm xuống thì có cái nền âm nhạc, cái nền văn nghệ của Việt Nam ta mất đi một người, mất đi sự mất đi một nghệ sĩ, nó bị giống như là trong một cuốn sách nó bị lụt một cái lỗ và không biết lúc nào thì cái lỗ sẽ được trao lại thay thế, không chắc không bao giờ có một cái người như thế. Đối với Lộc thì khi mà nhắc đến hình ảnh chú Chí Tài thì đọc ấn tượng một cái hình ảnh là chú Chí Tài mũm mĩm, rất dễ thương và cực kỳ chiều mến. Là bởi vì Lộc cũng đã may mắn được tiếp xúc với chú đôi lần. Bây giờ mà nói về chú thì Lộc không biết là phải nói như thế nào nữa. Là bởi vì ở trên Facebook của Lộc thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái dòng trạng thái của mình trong thời gian vừa qua. Và Lộc cũng biết rằng là chú cũng đã tham gia chương trình này. À, chú vẫn mãi tiếp tục lan tỏa những cái giá trị tích cực, cái tinh thần rất là tích cực. Và Lập đã viết một cái dòng trạng thái của mình rằng là Lập sẽ luôn hứa cố gắng thực
sự cố gắng nhất có thể để tiếp nối những cái gì mà chú đã cống hiến cho xã hội này. Đó chính là giá trị của tiếng cười, những cái điều tốt đẹp nhất đến cho khán giả. Và Lộc cũng như là tất cả những diễn viên trẻ luôn nhìn chú là một cái ngôi sao sáng trên bầu trời và luôn dõi theo đó để mà có thể tiếp tục trên cái con đường làm nghệ thuật đầy khắc nghiệt như thế này. Em rất là kính trọng đạo lý vì em đã được đi diễn với chú từ lúc mười tuổi, lúc mà em mới được diễn viên xong là em đã được đi diễn châu Âu với chú, đi Úc với chú và đã được chứng kiến cái tiếng nháy rất là to chú là được chú là một người rất là chân hòa và thân thiện dễ thương, và cũng là tiếng cười đến rất là đậm và gần đây nhất. Phải nói là ấn ghi khắc trong lòng em nhiều nhất và làm cho em cảm thấy may mắn nhất chính là dịp đẹp video show mà chú là host, còn em đó là được mời làm khách mời. Thì là chú bữa đó em với chú được hát rất nhiều bài và trong đó là có em được hát với chú ba bài, đó là bài Nhỏ ơi, Buồn làm chi em ơi và một bài Hổ hứng là Đau đầy. Trước khi một đêm mini show đó thì chú cứ gọi hỏi em là con tập bài chưa để chú chi công nha, con yên tâm đi, chú chi đó là không có ai hơn ai á, ai cũng có đất diện cho nên là con sẽ được tỏa sáng như chị họ. Nhưng mà trong khi đó là đêm nhạc của chú lúc là quan tâm đến mình, quan tâm đến cái tiếng của mình và hỏi là con hát những bài gì để chú sắp cho chú chọn bài cho. Thì em rất là bất ngờ tại vì trước giờ em cũng đã làm mini show đó rất là nhiều các nghệ sĩ khác nhưng mà chưa có ai quan tâm. Chị Nguyễn hỏi anh chị hỏi là con rảnh giờ nào, con thường khung giờ nào con rảnh thì chú nghĩ ra cái gì chú gọi chị. Thì trước cái thời mà trên mini show đó chị có gọi em không, nhưng mà em rất là tận tâm và em cảm thấy được gì đó được là